Trong video này, chúng sẽ chơi một bản mod trong Minecraft có tên là Timeless and Classic Zero, hay viết tắt gọi là Tac Zero. Đây là một bản mod súng vô cùng xịn sò và đang nổi gần đây, với mô đồ súng và hoạt ảnh vô cùng mượt mà. Hôm nay, chúng sẽ chơi bản mod này cùng với người bạn của chúng và sẽ phải tìm đến chỗ con rồng Ender để có thể phá đảo game. Anh em xem video đừng quên để lại một like và subscribe để ủng hộ mình. Cảm ơn anh em rất nhiều. Giờ thì vào video thôi, let's go. Tạo thế giới mới nha, tạo thế giới mới nha. Tên boom 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 boom. Mấy ông da màu chắc sợ chữ này lắm. Sao chúng lại thấy một con heo với không mắt lá nào? Oh my god, không mắt. Ok rồi anh em nhá, thì hôm nay chúng ta hôm nay chúng sẽ có một cái video gọi là ở trên súng anh em ạ. Ở đấy thì mod này nó sẽ liên quan đến súng. Yeah. Và chúng thấy nó ở trên TikTok trông khá là xịn, phải làm ngay cái video. Nó có khá là nhiều bản cập nhật rồi nên là chúng sẽ hôm nay sẽ chơi cúng KZMC. Chế súng thì đầu tiên mình phải làm được một cái bàn chế súng đã. Bạn ơi. Cái gì đó? Bài. Hello. Bùi. Đi ơi, lang, sút up liền. Có không biết enchant súng được không nhỉ? Chúng đang tự hỏi ấy. Nếu mà có thì không biết enchant súng được không? Enchant gây cháy à? Hình như mình cần block sắt không ạ? À? Mình cần block sắt đấy. Có bên dân làng này. Wow, mơ u. Anh làng FC rồi. Chúng mình người vô gia cư. Từ đâu? Mưa rồi. Cút ra. Ok, let's go. Chúng mình người vô gia cư thật không ạ? Cút for you. Chúng có cả lò hun khói luôn. Ui ôi. Trung bình đầu bếp. Chú xem có thằng nhá. Chúng nó cũng chơi mod này này. Xong rồi có thằng nó ra nó bắn bóng tuyết, nó kêu piu piu piu. Thế xong rồi nó cầm lục bàn nó bùm bùm bùm. Đi chăng cái. Trời. Piu piu piu. Ôi cố làm cái bàn để làm cái lục bạc chứ không ạ? Chứ giờ mình chế tạo súng to thì vẫn chưa được. Giờ như mới cái súng đấy phải cần redstone với cả lapis các kiểu ấy không? Có bit con. Wow. Ok để chung. Nó cháy. Từ từ. Giờ từ để chung làm cái ladder cho ông nhảy xuống nhá. Dạ. Ha. Người Quảng Ninh rồi. Đâu đây? Nhảy có gì được không? Bái trưởng. Nào. Pha mgl đấy. Ngon. The fuck. Chúc chúng mình người ở quê. Ui nó kia sâu lắm không ạ? Quét trưởng. Ui còn to nữa. Kiểu này bắn súng đã. Bùm. Được, mình cứ đi kiểm sát mình làm sát. Hết sát rồi ạ. Ơ, hình như tôi cũng sai sót gì á, sao nó không chế tạo được nhỉ? Đây ông ơi. Nhóm thấy gì đấy ông? Boom. Một cái bản chế tạo súng được chưa ạ? Đúng rồi, giờ mình chế tạo súng nào chứ ông nhỉ? Súng lục trước đi. Có Eagle kìa. Hai kim cương. 6 vàng, 1 blaze. Hay chế tạo Glock trước đi. Glock 17 kìa, có 16 sắt kìa. Giờ mình cần sắt không ạ? Mày. Đưa vào. Mình cần đạn 9mm. Mình cần đồng mấy cả thuốc súng không ạ? Thuốc súng đương nhiên phải cần. Đây có đúng đồng luôn này. Giờ mình hiểu cái logic của nó. Tỏ. À ok. Ngủ chưa mà ngủ. Sleep good. Đi cơ. Hello. Nay thử mới. Này. Đúng rồi, kiếm thuốc súng rồi. Go. Creeper. Way, Creeper. Mình cần thuốc súng. Creeper. Này. Đây rồi ông ơi, súng. Boom. Glock.
Ôi, ui, cất má. Cái nào để review nhỉ? À. Ông có sử dụng đi không? Sử dụng đi. Căng mà, căng lắm. À, thì trong tập này anh em mình sẽ chế tạo cái khẩu súng thích yêu thích nhất của anh em mình. À, các Z thích khẩu súng nào nhất trong mọi loại súng nhỉ? Gatling. Gatling à? Nhưng có Gatling thì sao từ chúng tìm à? 4 kim cương, 16 vàng, 2 blaze rope. Còn Chun thì thích gọi là M4A1 nha anh em ạ. Ui sổ, M4A1 nhìn nó vừa mượt. Còn anh em thích súng nào nhất trong mọi loại súng, anh em hãy thử bình luận xem nha. Nhật số Creeper. Wow. Cần con. Thôi, chả cần. Vẫn vào xuống này. Đúng luôn. Tao yêu em. Mày đâu. À, đây rồi. Oh, let's go. À, ba. Gì đấy? Diamond. Thế, theo. À. Về về chút cũ đi, về chút. Ôi. Ui ui. Ô hồ đây, ai không mình đằng sau. À. Skibidi, đằng sau á. Một là một sát này. Giây phút quan trọng này rồi, có đạn. Ui, 60 viên không ạ? Ui. 60 viên. Ui mua chỉ đạn. Ui ui. Ôi nhìn này. Mày bọn zombie đâu? Bum. Cái này chắc bắn tầm gần đúng không ạ? Những cái bắn tầm gần đây. Có cả gì đây? Rocket đúng không ạ? Rocket. Tí thử xài cái rocket bắn rồng không ạ? Ừ. Ôi. Ơ từ bắn đâu nè, bắn ra sao xem bao nhiêu đạn. No, that's a lot of damage. 4 team luôn mà. Mất 4 team. Chấm đầu của tao. Ủa thế, ui đừng bắn nữa. Chết con rơi. 1, à đây 1 đây. M451 chế dễ này. 8 cục gỗ nữa, 36 sắt. À 38 sắt. Ngon vậy. Má dễ cho mình. Rồi để chun. À ngắm ông ơi, ngắm. Chưa phải. Ủa chết luôn mà. Ui. Wow, let's go, thank you. Anh em có thể nhìn thấy ở dưới góc trên cái level của chun ấy. Đó nó có cái hình đầu lâu hiện lên kiểu mình giết được ấy. Vàng này ông ơi. Được đi. 1 kill. Đó anh em thấy nhá. Ui, xịn vãi trưởng. À, zombie, ô, con mát kìa. Nội bộ gia đình, lên trên nhanh. Rồi xong. Wow, let's go. Kiểu này dùng súng ngắm ấy không ạ? Ui, đã. Chứ phải súng phê nữa. Nhưng mà nó không có thiện tâm không ạ, nó không thiện tâm. Oh, let's go. Còn 5 viên ông ơi, còn 5 viên đạn. Xài nhiều quá. 5 này. Trẻ trâu. Tao không muốn bắn trẻ con thôi. Nhá. Cho tao hết đạn. Ô. Ê ông ơi. Ok. What? Quên là server nó bị delay. Ui nhìn xuống chú này. À. Ô. Chạy. Ok đây. Cái à. Giây phút của siêu xích. Ô. Mày muốn ăn một không ạ? Ui ôi. Quá. À. Ui. Ôi. Ui à mình có cả ngắm nữa mà. Ờ mình cũng phải chế tạo súng ngắm nữa. À mà muốn hết giật mình phải. Hả? Đâu. Ui vãi, mình có đánh tay không ạ? À? Từ đâu nhỉ? Thế nhìn này. Ui cái thế nhìn này. Oh, let's go. Có mấy viên không ơi? Let's go. Ui mà nghe căng không? Thế đạn giờ đấy, thôi. Ui vãi. Mỡ của bà ba thằng con trai ở trong cái mod này hết.
Dí sữa à? Ui, vãi dao. Ui, dao không ạ? Mình cũng có một cái kiểu cái để hỗ trợ tăng cái băng đạn hoặc là tăng giảm sóc gì không? Ui, I can do that. This is my teammate. Adu, ok. Nhấn Z. Thế là nhưng mà chung. À đúng rồi, nhấn Z để mình chỉnh cái kiểu mình ấy, kiểu lắp bắn súng xong rồi lắp ống ngắm vào ấy. Okay. Ôi, gì đấy? Bắt đầu. Ôi giời. Nhìn cầm cái đạn này. Nhìn cầm đạn rồi. Dao có ống nhắm mà, what the fuck? Này cho lục, ngắm này cho lục. Nè. Nè. Từ từ, giờ mình ấy mình phải xem kỹ. À ok nhá. Ship ra cái là mình sẽ có những cái súng mà mình có thể ngắm được, mình có thể dùng được. Xe cấu tao bằng. Mà nhấn chuột không ăn kìa. Đấy, phải nhìn chuột nữa nha. Ủa, bắn một phát ba viên, bắn phát hai viên cùng lúc mà. Rất là auto ấy, auto một lọ. Ok, từ từ để chúng xem súng cái Pazoka nó sẽ là bao nhiêu. 70 sắt này, 4 đủ này. Ui, chế dễ lắm không ạ? 6 sắt với 12 thuốc súng. Ồ. Oh. Ủa, kim cương này, kim cương nữa. Ê, một viên, hai viên. Ai gì? Trời ơi. Creeper. Kim cương nè. Ui, nhìn kìa, chứ kêu dùng creeper lắm không? Ui. Má. What? Thầy mà giống vai à? Cửa hai con cướp bự. Vừa đông quái vậy. Nice. Kiếm thắp vỡ. Bazooka. Chúng sinh bình đẳng. Wow. Chill. Giờ mình cần sắt nữa không? Mình cần sắt 6 sắt à? Cần 6 sắt không? Để có đạn. Cầm sắt đây không ạ? Ui, ba quả không ạ? Ui. Cái gì? Ba quả? Ngon vậy. Một lần chế ba quả. Nào mà đúng không? Có đấy. Nào. Chắc nên thử dùng cho anh em viewer xem ta. Ok. À, wow. Nè. Ồ. Đúng được. Nổ làm gì chứ, nó bảo nó chỉ cần sát thương thôi. 4 ra bò 10 sắt. Đâu, nó là cái bắn, nó là cái tay cầm đúng không ạ? Không phải cái bắn súng. Cái bắn. Ok. Đúng đây mà chế đạn của KZ này. Ui, chúng đúng đạn bao nhiêu đạn này? 345 viên. Ui. Bùm. Chúng có đạn, chúng có nhiều đạn lắm luôn, một hàng đạn luôn mà. Ok, let's go. Ui. Bãi trưởng. Đầu. Ui. Đây, ông ơi. Ờ, chết là còn được. À, đau vãi. Ôi, chú đang dùng một đống con vào đấy. Ui. Lại. Ôi. Má à, nhiều ấy. Chém. Cùng bố mày chơi súng. một con rồi Má chun đằng sau chun cầm cái súng như kiểu là kiểu nô lệ ấy. Bắn nhiều cây mồng. Ơ, từ chú phải quay lại lấy đồ ăn đã, đúng không? Ôi.
Má. Gì vậy? Không không. Ơ. Ông đâu? What the? Đùa. 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 Thịt lợn đấy. Dạ. À. Đây không? À, đây là cái bát sừng đúng ơi. Ui ngon, đi vô lấy thuốc khác nữa không ơi. Trời trời có mấy bọn đen đen này. Ui, bát sừng ngon. Ui đã. Cái gì cơ? Ui, ông ơi. Hả? Ui. Ôi, má! Cẩn thận. Ui, chú lại bắt được ông. Có cái con, cái con hung bạo không ạ? Có cái hung bạo. Cẩn thận. Giờ mình nã chứ. Chú bắt má để đập lồng spawn hả? Ông bắn đi. Ok. Cẩn thận nhảy lên, đúng không? Đây. Vàng rồi đấy, Dương này. Cái đó, binh rồi. Hả? Tôi chú kêu dương. What the fuck? Đây. Ôi chết, hết bạn ạ. Ok. Đừng. Ok. Thật là va. Đâu giảm. Ui mẹ ngay trên đầu rồi. Má rồi. Ui. Tiếng khe thất thành. Ê nào đứng. 1-6 đây khủng khiếp. A terrible forchet. Kìa ông kìa chú kìa kìa. Kìa. Má kìa được rồi. À, chúng làm cô gái mở đường cho nha. Cô gái mở đường. Ê kìa, đúng bị ai. Kìa, cứ bắn không, Nhưng mà nhiều tôi khủng khiếp ấy, tôi sợ ấy. Bắn được mà không, mình bắn không được mà. Nó... Ê, what the fuck. Ôi, nó đánh tay vậy. Đánh tay được, ông không biết à. Ồ, oh, nó rớt xuống. Lại. Go đi. Ôi, kìa. Ô, đau. Kẹt mà. Bà quay à. Hold on. Lửa chua. Mày quá. Hồn máu đi. Đau. Á. Cửa tim. À, quên cưa này, cống ngựa rác địa ngục. Ôi, bay. U, mà fuck. Gì đấy? Ngã. Về đâu? Ông đưa tôi quay nó đủ đấy. Ơ, lag rồi. À, ôi, nó spawn từ hang là vậy lì. Nước. Tiếp luôn. Thêm nước không? Thêm cái này. Biển hả? Đấy. Biển không ạ? Biển không ạ? Mặt nước vô biên. Đấy, cùng. Let's go. Đấy, chú có thuyền. Đi một cây. Đi luôn. Ui, sao hai cái này? Giàu quá nhiều ông nhỉ? Lại. Xài hai mắt luôn. Ngầu đét. Bên này. Ui. Có quả. Ui, quả núi này, quả địa hình này. Ui, mạng bên đây đẹp gấp đôi. Cháy rừng không ơi, cháy rừng. Cháy rừng rồi. Xong. Rồi. À, chú đến ơi, I come for you. Thả đi. Ô, này. Ô, skip đi. Tí mà chun bảo ông ơi cái ông phải lăn xuống nước xuống nhá. Cả biết đâu có người nào đánh chừng ngại. Giết. 2000 years later. Let's go ông ơi. Sẵn sàng chưa? Đã đứng đây. Ông sẵn sàng chưa? Ok. Let's go. Ôi, lắc từ đứng im. Mà nó lắc. Ok, let's go anh em. Đi. Nào. Ồ, con rồng đâu rồi?
Từ bắn. Ok. Này. Đây. Ui bắn được con rồng luôn mà. Ui bắn được con rồng. Ui ôi. Ôi fuck. Con rồng mà nó xuống đây kim châu quả báo giúp tao mồm này. Ai à, có chơi ấy nhỉ? Em có bắn. Ok. Cái gì còn? Đừng vô nữa. Ok. Cá xét bắn. Cá xét. Yo bro. Bắn kiểu gì vậy? Đây chúng bắn nhau, để chúng bắn nhau. À thì như nó bắn xin con hả cô? Ờ bắn xin con được mà. Không có. Ô oh. Một cái nữa ông ơi. Đây. Ok. Từ từ để nã con này nã. Đâu rồi? Cái súng mày ngon à. Nào mày vô đây, mày vô đây. Thôi quả viên, cho nghe quả viên một. Ở đâu còn kìa, vãi lìm. Mày. Không còn nữa. Từ từ để bắn đã. Đây thấy rồi, thấy rồi. Má ok. Mày không xuống được nào, mày không xuống được xuống nữa đâu. Đúng đây. Đúng đây. Đúng đây. Mì. Mày. Mì. Mì đây. Không bắn chúng nó không nhỉ. Má tôi đen. Bắn chúng nó không nhỉ. Cái phong nó không cho xẹo nó bắt đầu ấy. À. Nhắm đầu nó bắn. Đúng rồi. Mày. Bắn đâu. Mày. Hết đã. À. Mày. Con. Mày hết đạn rồi. Chúng sắp hết đạn. Để 2 viên. Ấy, chết tổ. Mày để đây. Quay đập bơ. Má chạy khó quá. Đợi xuống. À, nó bông được. Má Enderman, đâu mày chưa? Má một team được. Có đoán đúng không ạ? Tôi yếu rồi. Đừng là cuối cùng. Má xuống đây. Đúng rồi, xuống. Ê, chung này. Mày chết. Ui. Ui. Yeah. Yeah. Ok, hiện tại chúng ta bọn mình đã giết được rồng rồi. Và nếu như anh thích cái video này, hãy cho mình bọn mình một like, subscribe. Nói chung là video này chủ yếu là giải trí. Mà nếu mà anh em muốn chung làm thêm về cái mod này và muốn chung bọn mình cài thêm một cái mod nào đó để chơi thì hãy bình luận cho mình biết nha. Chưa? Thì cảm ơn anh em đã xem hết video này. Thì chúc anh em có một ngày tốt lành. Được chưa? Ôi. Nhảy. Từ từ đấy, có nút nhảy từ. Hey. Ok. Boom. Okay, let's go. Ah.